5 mê mà lên 12 mê. Ngon không em? Ngon chứ. Uầy, quá là ngon luôn đấy chứ. 5 mê lên 12 mê lần đấy anh em ạ. Sẽ rút 5 mê trước, 5 mê tiền vốn ạ. Sau đó 8 mê còn lại tính sau anh em. Chứ đừng có tham rút một lần nó soi cái là toang đấy. Bởi vì anh em có 10 mê. Mà 10 mê này. Đấy, mà anh em rút, rút nói chung là anh em thắng 5 mê rồi anh em rút.